Rồi. Thế nhau à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy cái họ mi đét rồi. Và đấy bọn mà nghe mi đét rồi đấy. Những bà con được những bà, những mẹ trên kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể du khách, các chàng trai sẽ di chuyển một vòng quanh cây cầm và dùng các cành lá xua tà khí. Thank you.